F260. Còn là máy điện khá bình thường. Nhà gió này không có ăn ở đây. Bình chút xăng, bình chút thẳng. Lâm khá là đẹp. Mà nguyên viên đặc biệt là nguyên viên. Đang sở hữu cái lam mà phần 5 tấc rưỡi, cái lam tản nhiệt. Xích cái đèn thùng mới nhé. Chúc chung mai làm đèn thùng mới. Đặc biệt con này nó phần xả phần trên này khá là đẹp. Và vấn đề cái tiếng nổ con máy này cho mọi người nhé. Thank you.